Xin kính chào quý vị khán giả, đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại ở căn cứ Israel trúng tên lửa Iran. Một trong những căn cứ quân sự quan trọng của Israel đã trúng tên lửa của Iran trong vụ tấn công đêm ngày mùng 1 tháng 10. Theo AP, căn cứ không quân Nevatim ở miền Nam Israel đã trúng tên lửa của Iran hôm mùng 1 tháng 10. Các ảnh chụp vệ tinh của Planet Labs cho thấy một lỗ thủng lớn ở phần mái của dãy nhà được cho là khu nhà chứa máy bay gần đường băng. Những mảnh vụn lớn có thể được nhìn thấy rải rác xung quanh tòa nhà. Israel hiện chưa bình luận về ảnh vệ tinh này, song trước đó quân đội Israel xác nhận một số căn cứ không quân của họ trúng tên lửa Iran. Khu vực trúng tên lửa là tòa nhà hành chính và bảo trì. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, cho biết Vụ tấn công tên lửa Iran gây thiệt hại không đáng kể cho các căn cứ không quân và không quân Israel vẫn hoạt động bình thường. Nevatim là căn cứ đồn trú của các máy bay tiên tiến nhất của không quân Israel, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II do Mỹ sản xuất. Đêm ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa nhằm vào Israel và 90% tên lửa đánh trúng mục tiêu. Iran cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả các vụ ám sát của Israel nhằm vào thủ lĩnh Hezbollah và Hamas hai lực lượng trong trục kháng chiến do Iran dẫn dắt. Israel đang thảo luận với đồng minh Mỹ về các phương án đáp trả Iran. Một số nhà quan sát nhận định Israel có thể nhắm tới các cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran hoặc làm suy yếu hệ thống phòng không của nước này. Sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào Israel khi phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo vào nước này tối mùng 1 tháng 10, phần lớn trong số đó dường như đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, Mỹ và Jordan đánh chặn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, lần tấn công này của Iran đã khiến Israel phải dùng hệ thống phòng thủ đắt đỏ để ngăn chặn các tên lửa của Tehran. Đài CNN đưa tin cho biết, cuộc không kích mới nhất của Iran và Israel nghiêm trọng hơn nhiều so với cuộc tấn công hồi tháng 4, làm gia tăng rủi ro trong thời điểm vốn đã vô cùng căng thẳng trên khắp Trung Đông. Trong cuộc tấn công mới nhất, Iran đã hành động chỉ vài ngày sau khi Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah hôm 27 tháng 9 mà không báo trước. Tuy nhiên, các cảnh báo về một cuộc tấn công của Iran đã bắt đầu lan truyền từ các nguồn tin của Mỹ vài giờ trước khi tên lửa được phóng đi. Không rõ những thông tin này được lấy từ đâu bằng cách nào, nhưng có thể là từ hình ảnh vệ tinh, thông tin liên lạc bị chặn hoặc thông báo ngoại giao. Cũng có cáo buộc rằng Iran đã thông báo trước cho Nga về cuộc tấn công, song thông tin này chưa được xác nhận. Các báo cáo ban đầu cho rằng vụ tấn công mới nhất của Iran đã khiến hai người Israel bị thương và một thường dân ở mới Tây thiệt mạng. Do đó có thể thấy, dù phóng nhiều tên lửa, song vụ tấn công chỉ gây ra thiệt hại rất ít về mặt quân sự. Điều đáng chú ý là tốc độ tuyệt đối của loại vũ khí đạn đạo mà Iran sử dụng lần này. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết trong cuộc tấn công ngày 1 tháng 10, Tehran lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vật âm Fata và đã phá hủy radar thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-2 hoặc Arrow-3 của Israel. Khác với hồi tháng 4 trong lần tấn công này, Iran đã không sử dụng các thiết bị bay không người lái bởi chúng di chuyển chậm hơn, không hiệu quả trước đối thủ có hệ thống phòng không tinh vi. Tehran dường như cũng không sử dụng tên lửa hành trình trong cuộc tấn công lần này. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu tên lửa Iran đã bị bắn hạ trong cuộc tấn công vào tháng 4 vừa qua. Theo báo cáo, trong số 120 tên lửa đạn đạo do Iran phóng đi vào thời điểm đó, chỉ có 9 tên lửa lọt qua hệ thống phòng thủ của Israel, gây thiệt hại rất nhỏ cho hai căn cứ không quân của đối phương. Trong khi đó, trong cuộc tấn công vào Israel hôm 1 tháng 10, Iran cho biết họ đã triển khai tên lửa siêu vật âm Fata-2, thậm chí còn nhanh hơn, với tốc độ tối đa ước tính là 16.000 km h theo báo cáo năm 2021 của dự án đe dọa tên lửa trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, Tehran sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình với nhiều tầm bán khác nhau. Số lượng chính xác của từng loại tên lửa vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng theo đánh giá của Mỹ cách đây 2 năm rưỡi, Iran được cho là có khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo. Con số này ở thời điểm hiện tại có thể cao hơn. Dù đã phóng hơn 180 tên lửa đạn đạo, nhưng Iran được cho là vẫn giữ lại phần lớn kho vũ khí của mình trong trường hợp xung đột với Israel leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện. Trong khi đó, việc phóng gần 200 tên lửa đạn đạo trong khoảng thời gian vài phút đã thể hiện sự nỗ lực nghiêm túc của Tehran nhằm áp đảo hoặc làm kiệt quệ hệ thống phòng không của Israel. Về phần mình, Israel sở hữu nhiều hệ thống phòng không tinh vi có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ bên ngoài vào nước này, từ tên lửa tầm ngắn đến tên lửa hành trình và đạn đạo. Tuy nhiên, với đợt không kích bất ngờ này của Iran, Israel phải sử dụng các hệ thống phòng không phức tạp đi kèm với các tên lửa đánh chặn có giá rất đắt đỏ và việc đánh chặn gần 200 tên lửa trở lên có thể tốn hàng trăm triệu đô la Mỹ của Tel Sáng sớm mùng 3 tháng 10, Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu ở thủ đô Beirut của Liban, trong khi phong trào Hezbollah cảnh báo đây mới chỉ là hiệp đầu tiên. Các nhân chứng cho biết có một vụ nổ lớn đã xảy ra và một nguồn tin an ninh nói rằng vụ nổ này nhằm vào một tòa nhà ở khu vực Pachora thuộc trung tâm Beirut gần quốc hội. Đây là cuộc tấn công gần nhất với trụ sở chính phủ Liban. Theo các quan chức an ninh Liban, ba tên lửa cũng đã đánh trúng khu vực phía nam của Dahiye, nơi thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng vào tuần trước. Israel xác nhận đã thực hiện một cuộc không kích chính xác vào Beirut. Israel cũng thông báo đã phá hủy hơn 150 cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại miền nam Liban. Tuyên bố của không quân Israel nhấn mạnh, lực lượng biệt kích, lính dù, thiết giáp phối hợp với không quân nước này đã tiến hành một số hoạt động tập trung tại miền nam Liban. Trong các cuộc giao tranh cận chiến, binh sĩ Israel đã tiêu diệt nhiều thành viên Hezbollah, phá hủy cơ sở hạ tầng của phong trào này, bao gồm các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, vị trí phóng tên lửa. Trước đó, ngày 2 tháng 10, quân đội Israel xác nhận đã có 8 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công trên bộ vào Liban. Cũng theo quân đội Israel, 7 binh sĩ đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công khác và 7 binh sĩ đã bị thương. Trong khi đó, ông Mohammad Afib, trưởng phòng truyền thông của Hezbollah, tuyên bố nhóm này có đủ nhân sự, vũ khí và đạn dược để đẩy lùi Israel. Ông nói với các phóng viên ở miền nam Liban rằng đây chỉ là hiệp đầu tiên trong giao tranh giữa Israel và Hezbollah và những gì đã xảy ra chỉ là một phần nổi của tảng băng Ông tuyên bố Hezbollah sẵn sàng hiến dâng máu và linh hồn để bảo vệ quê hương. Ông Afib cũng cảnh báo rằng ưu thế trên không của Israel sẽ trở thành tổn thất trên mặt đất. Xung đột Iran, Israel đẩy Mỹ vào thế khó. Nếu căng thẳng Israel, Iran leo thang hơn nữa sau đòn tập kích của Tehran, Mỹ đối mặt nguy cơ xa vào cuộc xung đột mà họ luôn cố tránh. Iran ngày 1 tháng 10 tập kích tên lửa ồ ạt vào Israel để phản ứng trước loạt cuộc tấn công gần đây của theo Avi nhằm vào các lãnh đạo cấp cao Hezbollah, Hamas và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran đã phạm sai lầm nghiêm trọng và sẽ phải trả giá, làm dấy lên nguy cơ các bên có thể bị kéo vào một cuộc xung đột toàn diện. Sau cuộc tập kích, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho hay đã thông qua đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran để cảnh báo Mỹ không can dự vào xung đột Trung Đông. Ngoại trưởng Iran khẳng định chiến dịch tấn công Israel đã kết thúc và chúng tôi không có ý định tiếp tục, nhưng nhấn mạnh Iran sẽ có hành động quyết liệt hơn nếu Israel quyết định trả đũa. Nếu Israel có hành động đáp trả như tuyên bố của thủ tướng Netanyahu và Iran tiếp tục phản ứng leo thang, khu vực Trung Đông sẽ đối mặt với lò lửa chiến tranh có thể đẩy hàng triệu người vào thảm cảnh. Nhiều người hy vọng bằng cách nào đó đà leo thang xung đột sẽ bị chặn đứng. Nhưng rủi ro hiện vẫn rất lớn và nếu Mỹ sa lầy vào một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông, mọi trách nhiệm có thể sẽ bị quy cho Tổng thống Joe Biden. Theo Chita Pasi, đồng sáng lập kiêm phó chủ tịch điều hành Viện Quincy về chính sách nhà nước có trách nhiệm, trụ sở tại Washington, Nhà Trắng đã nhiều lần chọn cách giữ Mỹ đứng trên bờ vực xung đột thay vì kiềm chế Israel tăng cường các hành động quân sự với loạt đối thủ trong khu vực, trong đó có kình địch Iran. Basi cho rằng chính quyền Biden đã góp phần tạo ra tình cảnh như hiện nay khi tiếp tục cung cấp cho Israel vũ khí, hỗ trợ ngoại giao và nguồn lực để theo Avi theo đuổi hành động leo thang với Tehran và các nhóm vũ trang trong khu vực như Hamas, Hezbollah, Houthi, điều mà Washington tuyên bố không muốn xảy ra. Chiến lược của Mỹ là tìm cách ngăn chặn Iran và các lực lượng đồng minh trả đũa Israel, trong khi hầu như không làm gì để ngăn cản theo Avi leo thang ngay từ đầu. Cách tiếp cận mất cân bằng này thực tế là công thức cho căng thẳng gia tăng, khi Mỹ không có ý định gây áp lực lên Israel, Bassi giải thích. Giờ đây, trước cuộc tập kích tên lửa của Iran, Mỹ chắc chắn sẽ phải hành động nhằm duy trì an ninh ở Trung Đông. Tuy nhiên, theo giới quan sát, tổng thống Biden hiện đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, khi ông bị mắc kẹt giữa lời hứa chấm dứt xung đột ở Gaza với việc tiếp tục ủng hộ theo AV trên một mặt trận khác đang nóng lên từng ngày. Tuần trước, khi Mỹ thất bại trong nỗ lực đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, ngoại trưởng antony blinken đã cảnh báo rằng nguy cơ leo thang trong khu vực là rất lớn và ngoại giao là con đường duy nhất để giảm căng thẳng blinken khẳng định một nỗ lực phối hợp quốc tế là rất quan trọng để tránh một cuộc xung đột toàn diện nhưng kể từ đó israel đã tận dụng lợi thế tình báo của mình để hạ sát hầu hết chỉ huy hezbollah và còn mở chiến dịch trên bộ tại liban Chính quyền Biden hiện phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt rằng triển vọng ngừng bắn giữa Israel với Hamas ở Gaza và lệnh ngừng bắn giữa Israel với Hezbollah ở Liban có vẻ không thực tế. Nếu không muốn nói là ngoài tầm với, khi các sự kiện vượt ra khỏi tính toán trước đó của Washington. Hai cựu quan chức chính quyền Biden cho hay trước chiến dịch tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah, Washington đã hạ thấp kỳ vọng và chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất ở Trung Đông, tránh leo thang căng thẳng với Iran. Nhưng mục tiêu đó càng trở nên xa vời sau đòn tập kích tên lửa của Tehran. Trong bối cảnh khu vực đang nóng hơn bao giờ hết và khả năng Israel sẽ đáp trả Iran, điều chắc chắn dẫn đến một số nỗ lực trả đũa tiếp nối từ Tehran. Chúng ta sẽ đối mặt với quãng thời gian rất khó khăn ở phía trước, Susan Maloney, chuyên gia từ Trung tâm Chính sách Trung Đông thuộc Viện Brookings, Mỹ, nhận xét. Iran từng tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel hồi tháng 4 bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái, UAV. Israel sau đó phóng tên lửa trả đũa, đánh trúng hệ thống radar gần nơi Iran đang phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đòn đáp trả này gần như chỉ mang tính biểu tượng và không kích hoạt phản ứng tiếp theo của Iran, giúp khu vực thoát khỏi nguy cơ xung đột lớn. Nhưng theo Jonathan Schenzer, phó chủ tịch cấp cao phụ trách nghiên cứu tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, trụ sở tại Washington, lần này Israel có thể sẽ không đáp trả Iran bằng biện pháp dơ cao đánh khẽ như trước. Họ sẽ phải tăng áp lực trước khi hạ nhiệt, ông nói khi cả đôi bên đều giữ thái độ cứng rắn và ở vào tình thế buộc phải đáp trả đối phương. Schenzer cho rằng cơ hội hiện thực hóa mong muốn của chính quyền Biden đưa xung đột đến hồi kết bằng giải pháp ngoại giao là rất thấp. Nếu Tổng thống Biden cho phép Israel leo thang hơn nữa, điều này rất có thể dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Iran, gây mất ổn định trong khu vực. Rất khó định lượng hậu quả đối với an ninh quốc gia Mỹ từ một cuộc xung đột như vậy. Nhưng nó sẽ khiến nhiều người liên tưởng tới những hệ lụy từ chủ nghĩa phiêu lưu quân sự mà chính quyền George W. Bush theo đuổi ở Trung Đông trước đây, chuyên gia Parsi từ Viện Quincy đánh giá. Theo Parsi, nếu quân nhân Mỹ bị đẩy vào làn đạn trong cuộc xung đột đang lan rộng giữa Iran và Israel, đó sẽ là hậu quả trực tiếp và nguy hiểm nhất của việc Washington đã không gây sức ép đủ mạnh với theo AV để theo đuổi lợi ích an ninh cốt lõi nhất đối với họ ở Trung Đông là tránh xung đột toàn diện. Tổng thống Biden nhậm chức với lời hứa sẽ chấm dứt kỷ nguyên xung đột kéo dài cùng những nỗ lực tốn kém nhằm thay đổi cục diện ở Trung Đông. Nhưng những diễn biến gần đây cho thấy cam kết đó ngày càng trở nên xa vời. Ali Vae, giám đốc dự án Iran tại nhóm khủng hoảng toàn cầu, tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, lưu ý cách duy nhất để giải quyết vấn đề là Mỹ, quốc gia duy nhất có ảnh hưởng tới Israel, phải kiềm chế theo Avi. Theo bình luận viên Gideon Jackman từ Financial Times, chính quyền Thủ tướng Israel Netanyahu đến nay cho thấy họ sẵn sàng phớt lờ mong muốn của đồng minh thân cận nhất. Thực tế này bắt nguồn từ một nghịch lý trong chính sách Mỹ. Chính quyền Biden có thể và thực sự đã thúc giục Israel kiềm chế ở Gaza và Liban. Nhưng họ cũng sẽ luôn bảo vệ Israel khỏi hậu quả của bất kỳ hành vi leo thang nào, dựa trên cam kết bao trùm là bảo vệ Israel khỏi Iran và các kẻ thù khác trong khu vực, Reichman nói. Israel từ đó hình thành nhận thức rằng việc thách thức chính quyền Biden gần như không có rủi ro, thậm chí có thể đem lại một số lợi ích nếu họ lôi kéo được Mỹ triển khai sức mạnh quân sự chống Iran. Khả năng Washington từ chối ủng hộ theo Avi trong một cuộc khủng hoảng càng giảm đi khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra, Reckman cho hay. Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên Đảng Dân Chủ, ngụ ý sẽ áp dụng đường lối cứng rắn hơn với Thủ tướng Netanyahu về vấn đề Gaza. Nhưng bà cũng muốn tỏ ra kiên định và hoàn toàn ủng hộ Israel vào thời điểm nguy hiểm. Mặt khác, bà cũng không thể mạo hiểm tỏ ra mềm mỏng với Iran, quốc gia mà Mỹ có lịch sử đối địch lâu dài. Tình hình hiện tại ở Trung Đông còn có thể là tin xấu đối với bà Harris khi nó tạo cớ cho cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên Đảng Cộng Hòa, tuyên bố rằng thế giới đã rất hòa bình trong nhiệm kỳ của ông nhưng trở nên bất ổn khi Tổng thống Biden dẫn dắt đất nước, Vekman đánh giá. Mỗi lần bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra, người ta lại đồn đoán về một bất ngờ tháng 10 phút có thể xuất hiện, làm đảo lộn cuộc đua khi chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày bỏ phiếu. Israel và Iran có thể vừa mang đến bất ngờ đó trong cuộc bầu cử năm nay ông nói